Hello, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về với kênh YouTube của Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và ngày hôm nay thì cũng là ngày đầu tuần thứ hai của mùng 4 tháng 3 năm 2024. Thì những các cái đơn hàng mà bên cửa hàng bên em đang đóng hàng để đi giao cho tất cả các bác trên mọi miền của Tổ quốc, thì với những dòng sản phẩm mà hàng rất là cao cấp tại bên em các bác nhá. Đó, đây các bác nhìn này, đây là những các cái kiện hàng để đóng đi, để gửi đi cho tất cả anh em trên mọi miền của Tổ quốc. Đây, đếm sơ sơ qua nó khoảng tầm 40 đơn các bác nhá. Đấy, 40 đơn. Đấy, tất cả các mặt hàng tại cửa hàng bên em. Đấy, thì nói về những các cái dòng sản phẩm ở bên cửa hàng bên em bán ý, thì là bên em là một trong những đơn vị tổng kho, đúng không ạ? Tất cả các hàng mà bên em ý thì bán hàng đều là hàng của Đài Loan và hàng của China các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, tất cả các tem nhà em không làm hàng Việt Nam, nói rõ nguyên lý là như thế rồi. Đây các bác nhìn này. Đấy, tất cả là hàng China nhá, chứ không, bên em không bán những các cái dòng sản phẩm kém chất lượng của hàng Việt Nam. Đấy, đây nhá các bác nhá. Thì trong những dòng sản phẩm đó thì đây các bác nhìn, kể cả như từ các cái chép kèn này, đó ạ, đây các cái củ chép kèn mà hiện tại là bên cửa hàng bên em đang bán này. Các bác nhìn đây, nó là củ chép kèn các bác nhá. Đấy, rất nhiều luôn này các bác nhìn, các cái đơn hàng tổng kho nhà bên em. Đố các bác nào mà nhìn thấy được những cái đơn hàng của hàng Việt Nam mà không có đâu. Đấy, thì ngày hôm nay thì em cũng đã quay lên để cho tất cả các bác xem về những sản phẩm mà bên nhà em đang bán, thì để cho anh em theo dõi những các cái kênh bên em làm sao để tạo lên được một cái độ uy tín cao. Đấy, về kể cả những về các cái chất lượng sản phẩm, giá cả thì nói chung là nó vô cùng hợp lý rồi. Đấy, các bác nhìn này, nếu mà mình mà không bán tốt, mà không được sự tin tưởng đồng hành của khách hàng ấy, thì thực sự các bác là không bao giờ có những các cái lượng đơn hàng nó lớn như thế này đâu. Đấy, thì các bác quan tâm tới những các cái mặt hàng gì tại cửa hàng bên em, thì các bác hãy nhớ là ấn like, ấn đăng ký kênh và để theo dõi những các cái video, và các bác có cái lòng tin hơn nữa đối với cả cửa hàng nha các bác nhá. Rồi cái video này thì em cũng để lên sóng cho tất cả các bác thôi, để cho các bác xem tham khảo về cơ bản về các mặt hàng tại cửa hàng bên em các bác nhá. Rồi, kết thúc video, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.